Sáng ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế Campuchia đã thông báo nước này vừa phát hiện thêm 35 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong số này, có 31 ca nhiễm từ cộng đồng và 4 ca nhập cảnh. Trong đó, phần lớn những ca nhập cảnh đều từ Trung Quốc. Cũng theo Bộ Y tế Campuchia, 23 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao được khoanh vùng. Nhiều khu vực tại thủ đô Phnom Penh đã bị phong tỏa. Các vũ trường, quán bar, quán nhậu v.v. cũng bị đóng cửa. Bộ Giáo dục Campuchia cũng cho tạm dừng một số trường học. Campuchia công bố đợt dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng hôm 20 tháng 2 vừa qua, khi 32 người phát hiện dương tính. Dư luận Campuchia cho rằng đợt dịch này có liên quan đến những người Trung Quốc sinh sống tại Campuchia. Sau khi một nữ Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại một khách sạn ở Phnom Penh, người này sau đó xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19. Tối qua, ngày 21 tháng 2, Thủ tướng Campuchia đã có thông điệp gửi đến người dân Campuchia. Người đứng đầu chính phủ Campuchia nhận định tình hình dịch bùng phát lần này rất phức tạp. Ông cho biết cũng đã tính đến phương án để chống dịch.